Alexandra Dickinson is finding. Mấy tháng nay, chị Alexandra Dickinson dành phần lớn thời gian đưa hai con nhỏ ra chơi ở công viên gần nhà sau khi chị bị mất việc làm vì COVID-19. Tôi đành phải gác lại công việc sang một bên vì sau khi dịch bệnh bùng phát, tôi không thể gửi con đi học được. Trước đó, chị từng làm marketing cho một doanh nghiệp về công nghệ tài chính và xây dựng dự án riêng bên ngoài của mình. Thật đáng tiếc khi tôi phải bỏ lỡ cả hai cơ hội việc làm. Đó là những việc tôi có thể làm tốt và cũng mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Tuy nhiên, cả hai con đường đều đã đột ngột khép lại. Chồng tôi phải làm việc từ nhà toàn thời gian. Cần có ai đó trông con chứ, không còn lựa chọn nào khác cả, người đó phải là tôi. Trường hợp như chị Alexandra xảy ra phổ biến tại Mỹ. Bên cạnh việc mất thu nhập, thì các chuyên gia còn cho rằng những tác động lâu dài của tình trạng này có thể làm đảo ngược tiến bộ trong nhiều thập kỷ về thu hẹp khoảng cách về giới và cản trở tăng trưởng GDP. Việc chăm sóc con cái chiếm đến 30% thu nhập của một hộ gia đình và đẩy 865.000 phụ nữ, theo thống kê của chúng tôi, ra khỏi thị trường lao động do thiếu người chăm sóc con nhỏ trong thời kỳ dịch bệnh. Trong đó, phụ nữ da màu còn chịu nhiều tác động hơn cả. Thống kê của Văn phòng Lao động Mỹ cho thấy, số lượng phụ nữ da màu có việc làm thấp hơn 9,7% so với thời điểm trước đại dịch bùng phát. Chúng ta đừng nghĩ rằng những vấn đề này chỉ liên quan đến cá nhân phụ nữ hay các gia đình nhỏ lẻ, mà đây là những câu chuyện lớn về kinh tế, về chính sách công. Cách chúng ta đối xử với phụ nữ thực chất cho chúng ta thấy cách xã hội vận hành như thế nào. Đó là lý do tôi sẽ giới thiệu kế hoạch gia đình Mỹ trong tối nay. Tổng thống Joe Biden đã trình bày đề xuất đầu tư lịch sử, chi 1.800 tỷ đô la Mỹ cho giáo dục và mở rộng chương trình chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, nỗ lực này có thể gặp trở ngại tại Quốc hội Mỹ khi đề xuất tăng thuế để tài trợ cho kế hoạch này vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ. Và trong khi Washington còn đang tranh cãi nhau, thì hàng triệu người phụ nữ vẫn phải đối mặt với việc mất việc làm, mất thu nhập và mất luôn sự độc lập về tài chính.